Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thiết thực chào mừng kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, đồng thời tiếp tục duy trì phong trào tham gia luyện tập thi đấu thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Tân An, nhằm duy trì việc rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, xây dựng phong trào văn hóa vui tươi, tạo không khí thi đua sôi nổi trong ngành giáo dục và đào tạo thành phố Tân An. Vào hôm 26 tháng 2, 2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tân An đã phối hợp với Liên đoàn Lao động, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh thành phố Tân An tổ chức giải bóng chuyền hơi nữ. Tham dự giải đấu có 7 đội bóng liên quân đến từ các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Tân An. Các đội sẽ được chia làm 2 bảng và thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn 2 đội nhất bảng vào tranh chung kết. Đối với 2 đội nhì bảng sẽ đồng hạng 3. Tuy đây là lần đầu tiên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tân An tổ chức môn bóng chuyền hơi nữ, nhưng chất lượng của giải năm nay đã có bước chuyển biến rõ rệt từ kỹ thuật đến phong cách và tinh thần thi đấu. Có lối đánh cũng như kỹ chiến thuật nổi bật rõ nét. Nhiều trận đấu đã diễn ra kịch tính hấp dẫn, nhiều đội đã thể hiện được trình độ đẳng cấp vượt trội, kỹ chiến thuật hợp lý, phòng thủ và tấn công đa dạng để giành được thứ hạng cao hoặc giành được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Đây là lần đầu tiên em tham gia giải bóng chuyền hơi dành cho nữ của ngành giáo dục. Qua phong trào này em rất là vui, tạo mối liên hệ gắn bó thân thiết giữa các trường lại với nhau. Qua phong trào này sẽ giúp em và các đội sẽ thêm rèn luyện sức khỏe và công tác tốt. Qua thi đấu, nhiều vận động viên đã thể hiện được trình độ kỹ thuật xuất sắc, bản lĩnh thi đấu vững vàng, công thủ toàn diện, có lối đánh hiệu quả để mang lại thành công cho đội tuyển của mình. Và không ít các cầu thủ khác nữa cũng đã đem đến cho giải hơi thở của môn bóng chuyền hơi hiện đại. Đây thực sự là những nhân tố quan trọng, là nguồn để Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tân An lựa chọn những vận động viên để thành lập đội tuyển tham gia các giải bóng chuyền nữ do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An và thành phố tổ chức trong thời gian sắp tới. Sau một ngày tranh tài sôi nổi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội Liên quân phường 1 và phường 2, giải nhì cho đội Liên quân phường 4 và phường Tân Khánh. Năm học 2022-2023, thì Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố tổ chức giải bóng chuyền hơi nữ. Trước tiên là để chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3. Sau đó là tạo cái sân chơi lành mạnh, bổ ích để cho giáo viên nữ ở các trường có cái dịp để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và từ đó thì thắt chặt thêm cái tình đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác giữa các trường trên địa bàn thành phố. Trong cái thời gian sắp tới thì Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố cũng sẽ tiếp tục chú trọng tổ chức thêm nhiều cái giải thể dục thể thao để mà đẩy mạnh cái phong trào rèn luyện, tập luyện thể dục thể thao trong học đường để giúp cho giáo viên là giải tỏa bớt những cái căng thẳng áp lực sau những cái giờ đứng lớp, và quan trọng hơn nữa là đẩy mạnh cái phong trào tập luyện thể dục thể thao trong nhà trường để mà giáo viên có sức khỏe để giảng dạy tốt. Giải bóng chuyền nữ do Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tân An tổ chức, đây cũng là dịp để cán bộ, giáo viên, công nhân viên của các trường giao lưu học hỏi nhằm tăng cường mối đoàn kết, sự gắn bó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm học, với mục đích rèn luyện bản thân, nâng cao phẩm chất đạo đức cho giáo viên với phương châm sống và làm việc đúng theo hiến pháp và pháp luật, luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống. Đồng thời qua giải này cũng nhằm tạo sân chơi lành mạnh thiết thực cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên và đặc biệt là thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa các đơn vị trường học thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tân An, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong toàn ngành.